Nhiều địa phương vẫn còn gặp khó khăn trong việc triển khai thành lập và mở rộng cụm công nghiệp. Đây là đánh giá của ngành công thương sau một năm triển khai thực hiện Nghị định 68 của Chính phủ về quản lý phát triển cụm công nghiệp. Theo Cục Công Thương địa phương, Nghị định 68 đã tạo hành lang pháp lý thống nhất, rõ ràng hơn cho thu hút đầu tư phát triển công nghiệp ở địa phương. Tuy nhiên, việc chấp hành một số nội dung quy định của Nghị định vẫn còn gặp phải những khó khăn như việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp hiện nay không còn phù hợp với luật quy hoạch. Việc lựa chọn chủ đầu tư cần được hướng dẫn cụ thể hơn. Đặc biệt, việc thu hút đầu tư của các cụm công nghiệp vẫn chưa đạt kế hoạch, như hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường, cơ sở hạ tầng ngoài hàng. Việc lựa chọn bố trí dự án đầu tư vào cụm công nghiệp ở nhiều địa phương vẫn chưa chú ý đúng mức tới yếu tố hiệu quả kinh tế xã hội.